Freedom for the Right. 2021 sẽ đánh dấu hành trình dài 4 năm của Joy of Motorcycle có mặt tại Việt Nam. Hãy cùng Joy of Việt Nam và Canyon Dreamer ôn lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi họp mặt kỷ niệm trên nền tảng Zoom vào 19:30 ngày 23 tháng 9. Cùng với đó, những thông tin độc quyền và bất ngờ sẽ được công bố tại sự kiện. Đừng bỏ lỡ.